Những cái tẹp khách hàng ở đây là những cái khách hàng mà sử dụng massage cơ bản. Chào các bạn quay trở lại với kênh của Ngọt Japan. À, ngày hôm nay thì ra ban có một cái video mà muốn nên chia sẻ với các bạn về một cái mẫu ghế massage mà ra ban muốn dành tặng cho những ai đang mong muốn tìm mua cho những cái bố mẹ già của chúng ta à, một chiếc ghế massage thì việc đầu tiên muốn chia sẻ mọi người là chiếc ghế này thì Ngọc Gia Ban chỉ lấy với mức giá là 12 triệu thôi à, vậy thì ở đây với cái mức giá 12 triệu thì chúng ta sẽ có một chiếc ghế đó là chiếc Family X500 đây là một trong những cái bản mà của sản xuất năm 2019 tức là cái mẫu nó rất là cao Uh, nhưng uh, nó sẽ có những cái tính năng gì để chúng ta sẽ thấy được rằng là cái giá trị mà trong cái vấn đề 12 triệu mà chúng ta sẽ nhận được. Uh, thì chia sẻ với các bạn là nói về X500 thì nó là một trong những cái mẫu của furikio Bản này thì sản xuất năm 2019 thì nó là một trong những cái bản mà chúng ta có thể thấy ở đây với các bài đánh uh, trên bảng điều khiển mà chúng ta sẽ dễ dàng thấy được. Đó là các cái bài đánh tự động này, các bài đánh tự động ở đây và những cái bài đánh vùng. Đó, và các cái cơ chế di chuyển quan lăn nâng hạ chân kèm theo điều chỉnh các uh, nhịp đánh và các cái chế độ ở đây là các chế độ các bài khác nhau tức là nó cũng có rất nhiều bài đánh và ở đây thì uh, chiếc ghế này như uh, như các bạn có thể thấy trên video về hình thức thì uh, nó là một trong những cái màu sáng thì cái này theo quan điểm của mỗi người thôi uh, ai thích màu sáng thì cảm thấy sẽ rất là phù hợp và cái bản này uh, nó là thực thực sự rằng nào cái mức giá mà ngọc gia ban bán với cái mức giá 12 triệu mà bao gồm có ghế thảm trải sàn bộ chuyển đổi nguồn là một trong cái mức giá phải nói là cực kỳ tốt bởi vì thực ra nhập về và vận chuyển về đến việt nam thì nó sẽ không không quá là là, là 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 được cái số tiền như vậy nhưng mà muốn để dành tặng cho các bạn để dành tặng cho những bố mẹ cũng như là cái người thân hay chính bản thân của các bạn bởi vì thực ra một chiếc ghế văn phòng bây giờ nó đã rơi khoảng độ tầm gần chục triệu rồi đây chúng ta chỉ thêm vài triệu thôi là chúng ta có một chiếc ghế vừa có thể massage. Thì câu chuyện ở đây là chiếc ghế này nó sẽ phù hợp với ai? À, thứ nhất đây là dòng mà người ta đã thiết kế không có bóp tay. Nó đặc biệt dành cho những cái người mà không mong muốn quá nhiều chức năng, đặc biệt là chức năng bóp tay. Bởi vì nó muốn tối giản đi để chiếc ghế nó cảm thấy tinh gọn hơn, phù hợp với những không gian nhỏ gọn. Và phù hợp với những cái tẹp khách hàng ở đây là những cái khách hàng mà sử dụng massage cơ bản và cũng như chia sẻ với các bạn, uh, chiếc ghế này nó sẽ phù hợp với những cái người có vóc dáng nhỏ, đặc biệt là những người Việt Nam. Thì với những ai mà tầm mét m 7 trở lên mà nặng khoảng độ tầm uh, 70 trên 70 cái 80 kg ấy thì chiếc ghế này nó sẽ cũng không phù hợp lắm, bởi vì lúc ấy ngồi chúng ta sẽ không được thoải mái cho là nhiều. Dòng Famini thì đặc trưng của nó là nó đánh những cái động tác của nó uh, mềm mại vừa phải nên là rất phù hợp với người già những cái chiếc này mà những người già đặc biệt là những cái người có cân nặng khoảng độ tầm 50 60 thì ngồi rất là phù hợp và đặc biệt đó là một trong cái đời cao thì lý do tại sao mà hoàng ra pan muốn nói rõ như vậy là bởi vì mong muốn rằng là nói rõ các bạn để các bạn có thể là à, khi chúng ta mua à, chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của nó thực chứ tránh trường hợp là chúng ta à, không hiểu quá nhiều rồi về thì chúng ta lại thấy rằng nó không giá trị thì dù những chiếc ghế nó như mua đắt hay rẻ thì lúc ấy chúng ta cũng sẽ không cảm nhận được cái giá trị mà chúng ta nhận được nên là ngọc gia ban khuyến cáo à, là các bạn nên mua chiếc này à, dành cho những cái người bố mẹ của chúng ta đặc biệt là những cái người có vóc dáng nhỏ vừa phải thì đó chính là cái lý do mà ngọc gia ban muốn gửi tặng các bạn với cái số tiền thực sự là rất là ít ở đây để chúng ta có thể là à, nhận được thì với cái giá tri ân như vậy thì ngọc gia ban à, à, sẽ bảo hành cho các bạn là 6 tháng và sẽ miễn phí vận chuyển cho các bạn trong cái phạm vi uh, là 100 km nùi thì các bạn cũng thông cảm rằng là cái mức giá là đã không có lời rồi nên là Ngọc Japan cũng chỉ có thể là, là chia sẻ với các bạn những như vậy thôi. Thì tất nhiên mỗi quan điểm của các bạn thì nó là theo các bạn nên là các bạn cảm thấy nếu mà phù hợp thì các bạn hãy liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại năm Mình sẽ gửi ảnh và video chi tiết để cho các bạn có thể hiểu hơn cũng như là lựa chọn sâu hơn về tổng quan chiếc ghế thì Ngọc Gia Ban thấy nó còn khá là đẹp và gần như là rất là sạch sẽ nên là các bạn hoàn toàn về cái màu trắng này các bạn đều có thể dễ là lau chùi và cọ rửa nên là cũng an tâm đặc biệt là chiếc ghế này nó cũng thuộc với form đời rất là cao rồi thì đây là video mà Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ với các bạn về cái món quà mà các bạn có thể lựa chọn cho gia đình mình cũng như là chính những cái người thân của mình và rất là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của Ngọc Gia Ban